Hello mọi người, Khắc Công xin chào mọi người. Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3554, thi tộc tận thế nhị. Ngô Gia Vĩ lườm hắn một cái, nói: cái này gọi xuất kỳ bất ý. Nói hết ra rồi, vạn nhất tin tức truyền đi, làm sao bây giờ? Tiểu Thanh nói: ta cảm thấy quân sư cố ý không nói là muốn cho chúng ta bảo trì đập nồi dìm thuyền quyết tâm a. Nếu không trước đó phòng thủ thời điểm, mọi người khả năng cũng không biết xử suất toàn lực rồi. Các ngươi nói cái gì đó? Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn bọn hắn, một mặt bất đắc dĩ. Ta lúc nào nói qua, chuyện này là ta an bài rồi. Đoàn người đều ngây ngẩn cả người. Không phải chính ngươi mới vừa nói với Mộ Hàn sao? Tứ Bảo kêu lên. Đó là tương kế tự kế. Lại để cho bọn hắn trước cường công xuống đi, tường thành sẽ không chịu nổi. Ta làm sao biết là ai dò xét bọn hắn quê quán a? Có chuyện như thế, đoàn người hai mặt nhìn nhau. Đó là cái gì người làm? Tiểu Thanh hỏi mọi người trong lòng nghi hoặc. Lâm Tâm Sinh lắc đầu biểu thị không biết. Hắn là thật không biết người nào thế mà mạnh như vậy, thế mà có thể đánh đến bọn hắn thi tộc hang ổ đi. Trong tam giới còn có người nào bá đạo như vậy thực lực? Chớ đừng nói chi là hiện tại ai cũng biết thi tộc chân chính lão đại là Vô Cực Quỷ Vương. Cho dù có ai có thực lực như vậy, diệt đi thi tộc đại bản doanh là đắc tội Vô Cực Quỷ Vương. Về sau làm sao tại tam giới lăn lộn? Có phải hay không là phong thần hoặc là lão đại? Tiểu Bạch thử thăm dò. Đại khái không thể nào. Căn cứ Tứ Bảo bọn họ chạy tới thời điểm nói Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong bây giờ riêng phần mình làm trận đều tại ứng phó 10 phần gian nan chiến đấu, cục diện khả năng so phía bên mình còn kém. Nơi nào có công phu vây lại thi tộc đại bản doanh? Lại nói bọn hắn cũng không biết xuyên qua tĩnh mịch rừng rậm đường a. Thế nhưng là ngoại trừ huynh đệ bọn họ hai người, trong tam giới còn ai có thực lực này cùng động cơ làm như vậy? Mặc dù cảm thấy không có khả năng, nhưng Lâm Tâm Sinh vẫn là phái qua về nhân gian đi tìm Diệp Thiếu Dương, đến một lần xác nhận điểm này, hai lần hỏi một chút cái kia bên cạnh thế nào. Từ khi đại chiến bắt đầu, song phương còn không có liên hệ qua tin tức. Hắn có chút không yên lòng Diệp Thiếu Dương. Nhìn qua rời đi, Tứ Bảo mừng khấp khởi nói: bất kể là ai làm đều là chuyện tốt à, giúp chúng ta một đại ân. Hỗ trợ là không sai, bất quá chưa hẳn chính là chuyện tốt đi. Lâm Tâm Sinh lo lắng nhìn qua sông giáp ranh bờ bên kia, cái kia một mảnh đen nghịt Thái Âm Sơn quỷ binh. Này làm sao nói? Tứ Bảo nhíu mày. Không thể nói. Chính là cảm giác
Lâm Tâm Sinh đi xuống thành lâu, bồi thêm một câu: rất cảm giác xấu. So với bọn hắn đám người này, còn muốn mộng bức Mộ Hàn, mang theo chúng thủ hạ, một hơi thở đuổi tới linh giới. Xuất hiện ở trước mắt chính là một phái, nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng. Mộ Hàn cuối cùng minh bạch vì sao còn có người có thể xuyên qua tĩnh mịch rừng rậm các loại mê hồn trận bình thường pháp trận rồi. Bởi vì người ta căn bản cũng không có sông trận, mà là trực tiếp đẩy đi qua. Cây cối hoặc bị nhổ tận gốc ném qua một bên, hoặc trực tiếp bẻ gãy, xé rách hình dáng. Mặt cắt nói rõ cây cối là bị trực tiếp bẻ gãy, mà không phải là bị lợi khí chặt cây. Từ rừng cây biên giới bắt đầu bị trực tiếp đẩy ra một đầu nối thẳng hướng xa xôi, cuối cùng đại lộ. Đối mặt dạng này một bộ kỳ cảnh, Mộ Hàn cùng bọn thủ hạ của hắn toàn bộ trợn tròn mắt. Cái này hiển nhiên không là một người làm, nhất định là có đại quân trải qua. Một vị trưởng lão tự lẩm bẩm: cho ngươi 10.000 binh lực, ngươi có thể làm được sao? Trưởng lão cứng họng, hắn làm không được. Cái này tĩnh mịch trong rừng rậm, ẩn núp các loại độc trùng, tà vật, còn có cái kia hắc thủy đầm lấy ngăn chặn đường đi, trong đó không ngừng có tân sinh cương thi leo ra. Những cương thi này tại bị thi vương trưng binh trước đó toàn bộ rải trong rừng, đâu chỉ hàng mấy trăm ngàn. Tại chướng khí bao trùm phía dưới, lực chiến đấu của bọn hắn cũng so bình thường mạnh mấy lần. Không thôi, những này đã đầy đủ đáng sợ, chớ đừng nói chi là những cái kia có thể mê hoặc người pháp trận rồi. Đây là một khối chân chính sát cơ, tứ phía cấm địa, coi như toàn bộ không giới binh lực đều bắn tới, cũng không cách nào dùng đẩy ngang phương thức đi ra tĩnh mịch rừng rậm. Cho nên bọn hắn giờ phút này tận mắt thấy đây hết thảy là như thế nào phát sinh. Đi thôi, biến cố trước mắt đã vượt qua bọn hắn nhận biết trình độ, có thể làm ra phân tích vẫn là trực tiếp thấy kết quả đi. Mộ Hàn dẫn đầu, thuận đầu này đường thẳng chạy như điên. Ven đường thấy được vô số cương thi cùng các loại tà vật thi thể, chết bộ dáng cũng đều rất đơn giản, thô bạo. Đầu, tứ chi cái gì trực tiếp bị đập vỡ vụn, gãy chi cái gì làm đâu đâu cũng có. Cái này sẽ không đều là một người làm à? Mộ Hàn tâm kinh đảm chiến nghĩ, không phải vậy vì cái gì tất cả tử vong tà vật đều là xé rách tổn thương? Nếu như là một chi quân đội cũng không thể tới tất cả mọi người, không có pháp khí, cũng không biết pháp thuật. Mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn nhân mã giết lên người đến đều dùng tay xé. Mộ Hàn não bổ một cái, hình tượng này quá cái kia rồi, đơn giản nói mơ giữa ban ngày. Dọc theo đầu này bị người mới mở đi ra đường thẳng, Mộ Hàn cùng hắn đại quân rất nhanh xuyên qua tĩnh mịch rừng rậm, sắp tiếp cận ra miệng thời điểm bọn hắn cảm nhận được đại địa
rung động từng trận. Cái này tại linh giới cũng là từ chưa từng xảy ra sự tình, nhường lòng của mọi người càng thêm lo sợ không yên. Rời đi tĩnh mịch rừng rậm, đối diện chuyển qua một mảnh thảo nguyên, chính là Thiên Khí Sơn. Mang to lớn kinh hãi cùng tò mò, Mộ Hàn cùng hắn thi tộc đại quân lúc này rốt cuộc đã được như nguyện, xem đến người xâm nhập thân ảnh. Không có thiên quân vạn mã, cũng không phải Diệp Thiếu Dương hoặc là Đạo Phong mấy cái kia người quen, mà là một cái vóc người có hơn 10 mét cao hán tử, trên thân treo một bộ tạo hình kỳ dị khôi giáp, rất nhiều nơi đã năm mài mòn hết rồi, đang nện bước nhanh chân đi leo lên Thiên Khí Sơn. Chủ Phong, thân thể của hắn tựa hồ có nặng ngàn vạn cân, mỗi đi một bước cả vùng cũng vì đó rung động, phảng phất muốn đem núi đá đạp nát bình thường. Đây là thi tộc hang ổ, khắp nơi trên dưới đen nghịt cương thi, dốc toàn bộ lực lượng không ngừng hướng phía người xâm nhập vị trí tới gần. Từ xa nhìn lại, bộ này tình cảnh nhường Mộ Hàn nghĩ đến một loại ở nhân gian thường xuyên nhìn thấy sinh vật con kiến, tựa như một cái xào huyệt con kiến tại tập thể đi săn một cái to lớn con mồi. Tại tự nhiên, con kiến là tầm thường nhất động vật, cá thể công kích khả năng giết không chết bất cứ sinh vật nào, nhưng là tụ tập lại chỉ cần số lượng đầy đủ, trên lý thuyết bất cứ sinh vật nào đều có thể bị bọn hắn giết chết. Thi tộc tồn tại cũng liền như là con kiến, bọn hắn có thể chiếm lĩnh linh giới trăm ngàn năm, thậm chí có thực lực phản công không giới, trở thành tam giới bên trong một cỗ cường đại thế lực, dựa vào chính là về số lượng ưu thế. Mười mấy năm trước, Hậu Khanh dẫn đầu ở dưới thi tộc thậm chí kém một chút nhất thống tam giới, cơ hồ không có bọn hắn gặp không nổi xương cốt. Nhưng là trước mắt nhìn thấy một màn nhường Mộ Hàn bắt đầu hoài nghi cái này pháp tắc. Đầy khắp núi đồi cương thi, đồng thời không thể ngăn cản người khổng lồ kia bước chân tiến tới. Hắn tùy tiện một chưởng vỗ xuống dưới, chính là tính ra hàng trăm cương thi bị đánh thành thịt nát. Hắn liền chảy xuống những này thịt nát tiến lên, đến mức sau lưng cái kia thành quần kết đội cương thi, hắn càng là nhìn cũng không nhìn liếc mắt, tích lũy đến không sai biệt lắm có mấy trăm hơn ngàn con thời điểm, liền trở lại một bàn tay đập tới đi. Khoảng cách cũng là huyết nhục văng tung tóe, không có một cơ hội may mắn thoát khỏi. Wow, cái gì mà kinh dị dữ ta. Ai vậy ta? Đừng nói là Sea View nha. Video khắc công đến đây là hết. Tạm biệt mọi người.